Thưa quý vị, từ tháng 7 năm 2023 tới thì mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng. Theo đó, chính sách tiền lương giáo viên hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng kể. Thế nhưng, thay đổi đó có đồng nghĩa với việc giúp cho giáo viên sống được bằng lương hay không thì điều đó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chỉ 10 tháng năm 2022, cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc, chủ yếu là khối mầm non và tiểu học. Nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp trong khi công việc quá nhiều. Thực trạng này đòi hỏi phải cấp bách tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, nhất là khối mầm non tiểu học. Tôi nghĩ cái từ giữ chân giáo viên cũng hay nhưng mà cũng không hết được. Nếu mà giữ chân họ và cái đầu họ lại nghĩ ở chỗ khác, họ quan tâm đến việc khác thì cũng không phải là đảm bảo được chất lượng. Và chúng tôi nghiêng về cái câu chuyện là ngoài những cái chính sách của nhà nước trong đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục, những nguồn lực là phải đầu tư đúng chỗ chứ không phải là cứ rót tiền vào mà được đâu. Đời sống giáo viên phải được nâng lên. Chính phủ cũng đã có kế hoạch và đến theo dự kiến là đến tháng 7 năm 2023 sẽ có một cái đợt để nâng lương cơ sở cho lực lượng viên chức, công chức. Mà trong đó thì lực lượng nhà giáo chiếm số lượng rất lớn thì đó cũng là một cái được hưởng cái quyền lợi này. Thì cũng nhà giáo cũng sẽ là một lực lượng lớn. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang chỉ đạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ cũng đang làm những cái đề xuất để có thể nâng cao thêm nữa cái phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với nhà giáo. Và cũng đang cố gắng phấn đấu đến giữa năm sau khi có cái tăng lương cơ sở thì cái phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo cũng sẽ được cải thiện. Nhiều người cho rằng việc tăng lương cho giáo viên cũng nên coi là một chỉ tiêu giao cho các địa phương, giống như việc công bố chỉ số năng lực cạnh tranh tạo động lực để các địa phương giải quyết bài toán thu nhập cho giáo viên. Bên cạnh đó, cần có thêm nhiều chính sách để khuyến khích khu vực giáo dục tư nhân phát triển, giảm áp lực trả lương giáo viên khu vực công từ ngân sách nhà nước. Họ rất năng động, nhưng họ khó cái chỗ này. Ví dụ như cơ sở vật chất họ chưa có. Ví dụ như trường tôi thì chị đến thấy nó khang trang này nọ, tôi phải mất 22 năm. Nhiều trường tư bây giờ nó cũng ở trong tình trạng đó, cơ sở vật chất chưa ổn định, chưa hiện đại. Thế nếu như cái đó mà có, thì với cách làm của trường tư thì nó sẽ tốt lên. Giáo viên sống được bằng lương là lời hứa mà nhiều đời bộ trưởng đã để lại cho những người kế nhiệm. Hy vọng rằng lời hứa này sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất.